Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh Sale và Đời Sống Vlog. Thì sao anh làm review về chiếc X7 tốt như thế mà anh không mua đi? Ông khen X7 nhiều như vậy, ông không mua đi, ông ăn tiền quảng cáo à? Tôi có thấy ông đi xe Trung Quốc đâu hay thế này thế kia vân vân. Đó là rất nhiều comment, hoặc là thậm chí có cả những người inbox hỏi mình vì sao mình không update chiếc Q7, mình đang sử dụng này lên chiếc X7. Thì hôm nay làm cái clip này chia sẻ đến anh em một chút lý do vì sao mình không nâng cấp Q7 lên X7. Thứ nhất là hiện tại chiếc Q7 mình đang sử dụng đây mới được gọi là 2 năm, tính chi ly thì là 1 năm rưỡi, và lăn bánh được 4,4 vạn. Với mình bây giờ đang rất hài lòng, nó đang phục vụ rất tốt cho những cái nhu cầu sử dụng xe hàng ngày của mình, nên là việc mình không nâng cấp lên chiếc X7, hay là có thể nói là không cần thiết phải nâng cấp lên chiếc X7 đối với mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gu sử dụng xe của mình nó có thể gọi là hơi khác với nhiều anh em một chút. Đó là cái gu của mình ấy, mình thích sử dụng xe hai cầu kiểu như những chiếc BZ40 hoặc là những chiếc bán tải ấy. Thì trước đây mình, nếu anh em theo dõi kênh của mình thì mình cũng có nói rồi, trước đây mình tìm hiểu mua bán tải là chủ yếu, nhưng do cái thứ nhất là kinh tế ở thời điểm đấy là mình không đủ, là cái thứ hai là mình tìm hiểu quá trình bảo trì bảo dưỡng của bán tải ấy, mình hỏi chị gái thì khá là thốn, đa phần toàn 5-7 triệu rồi chục triệu, nên là mình thấy nó hơi thốn, nên là mình mới đi đến một chiếc xe Trung Quốc và mình lựa chọn là xe gầm cao. Đó thì mục đích của mình mua xe Trung Quốc thì với chiếc xe này vừa là trải nghiệm, vừa là tìm hiểu xem là nó có ổn định không, nó có tốt hay không, thì đến bây giờ là mình rất hài lòng về nó. Nên nếu mà sau này mình có đổi xe thì mình sẽ đổi sang các dòng xe của Trung Quốc, nhưng sẽ là các dòng như kiểu BZ40 ấy. Và mình đang cố đợi xem là Keylin đợt tới này họ có nhập về chiếc BZ bản 3 cửa hoặc là 2 cửa tùy về cách gọi của mỗi người, 2.0 turbo và hộp số 8 cấp, xem là Keylin có nhập về không. Nếu mà nhập thì đến thời điểm đấy thì sẽ cố gắng một chút gom góp tiền thì mình sẽ đổi từ chiếc Q7 lên chiếc đấy, chứ mình không đổi lên chiếc X7. Nó là cái quan điểm thứ hai. Cái quan điểm thứ ba là cái này mới là cái chủ chốt này, là kinh tế. Ở bây giờ mà mình muốn đổi Q7 lên X7 thì tính nhanh nhẹ nhàng mình sẽ phải bù thêm 300 triệu tùy, có khi là hơn, có khi là thấp hơn, còn tùy vào mức độ mình bán được chiếc Q7 này. Vì là xe Trung Quốc mà nó dao động nhiều lắm, nó không có một cái giá sàn cố định. Nếu mà bạn gặp khách, gặp người hiểu về xe Trung Quốc thì bạn có thể bán được nó giá cao, không phải là giá cao mà là giá hợp lý. Còn đâu nếu mà bạn đăng vào cái thời điểm mà chẳng ai tìm mua chiếc Q7 này ấy, thì bạn chỉ có thể bán lại cho thợ, thì đến lúc đấy họ sẽ dìm chiếc xe của bạn một cách không thương tiếc. Đấy là điều chắc chắn. Nên là nó sẽ dao động, mình cứ tính ở mức trung bình. Trung bình này là trung bình khả quan nhé, là mình sẽ phải bỏ ra 300 triệu. 300 triệu đấy được những gì? Kích thước xe không thay đổi, có thay đổi một chút thì cũng không hẳn là lớn. Nhu cầu sử dụng thì cũng chỉ ở mức độ như bây giờ mình đang dùng. Còn các tính năng về an toàn tất tần tật, khung gầm, máy móc các thứ, mình là người ít nhiều, mình là người cũng là một trong những người được lái chiếc X7 đầu, không phải là đầu tiên nhưng chắc cũng là trong top 10, và được trải nghiệm cũng khá nhiều. Không hẳn là để mức độ hiểu rõ về nó, nhưng cũng đủ ở cái mức độ mình khẳng định chiếc X7 tốt hơn chiếc Q7 mình đang sử dụng. Nhưng nó là 300 triệu với người nhiều tiền, với anh em nhiều tiền một vài trăm triệu với anh em nó không có nghĩa lý gì thì mình không dám bàn đến. Nhưng với một người có mức thu nhập ở mức độ gọi là trung bình, mà cũng có thể gọi là tạm ổn hoặc là đủ như mình,
thì 300 triệu nó là một khoản tiền khá là lớn. Cái khoản đấy mình có thể đầu tư làm ăn này, mình có thể đầu tư vào con cái, cho con cái học hành, hay đơn giản như ở chỗ mình là được một nửa suất đất. Là được một nửa suất đất thì những cái đấy với mình nó thiết thực hơn, chứ cứ chạy đua vào việc đổi mẫu xe Trung Quốc. Thì ở cái clip mà mình nói với anh em là chơi xe Trung Quốc rất tốn thận ấy, đấy thì mình cũng nói rõ rồi. Đấy là lý do mình không đổi Q7 nên X7. Đó. Thì xe hơi bẩn tí anh em thông cảm, xe đi cày tiền mà. Đó, tiền rửa xe của mình chắc là nếu mà mình rửa đều đặn ấy thì chắc là bằng một vài anh em đi mẫu xe tiết kiệm xăng rồi đổ xăng cả tháng. Đấy. Còn đấy, đấy là lý do vì sao mình không nâng cấp Q7 lên X7. Một đấy là những cái suy nghĩ của mình thôi, vì là có rất nhiều anh em mình biết là đến thời điểm ví dụ như là anh em đi Q7 đến thời điểm này anh em chán rồi, có tiền nâng cấp, đấy là điều hiển nhiên, không có gì ấy cả, bởi vì là nâng cấp lên một vài trăm triệu, được trải nghiệm rất nhiều và nhiều cái hay ho hơn, đấy là điều tất nhiên. Hoặc cũng có rất nhiều anh em xem kênh của mình đầu tiên cũng thích chiếc Q7, bởi vì là mình là người sử dụng xe Q7, chia sẻ tất tần tật về Q7, anh em cảm thấy phù hợp liên hệ với mình đang tìm mua Q7, nhưng đúng cái thời điểm đấy X7 về thì anh em mua mới thì nó lại là quá hợp lý đó. Thế nên làm với một người mà đang hài lòng như mình, thì theo mình là anh em mà đang sử dụng Q7 mà đang cảm thấy hài lòng ấy thì không cần thiết phải nâng cấp lên X7 đâu. Clip này mình chia sẻ một chút, cái tính mình hơi dài dòng nên chia sẻ một chút đối với anh em như thế. Thế nhá, xin chào anh em.